Em Lê Hương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Em chào bác Tua Ngọc này, chào bác Nguyễn Duy Anh này. Hải Dương thời tiết rất là khó chịu luôn. Hôm nay thì em lại tiếp tục báo giá rất là nhiều những mẫu xe lại mới về bên em này. Forerunner lại về thêm, bán tải về cái mùa này rất là nhiều luôn. Rất là nhiều mẫu xe chỉ từ 65 triệu là khách hàng có xe đi rồi. Nên là các bác nào quan tâm mẫu xe nào thì hãy chia sẻ lên cho em ạ. Hãy bình luận lại mẫu xe mà mình yêu thích nhé. Xe nào thì em cũng có luôn, giá nào cũng bán luôn. Em chào bác Nguyễn Thùy này, chào bác An Bùi này. Em xin phép sẽ được quay, được ghim số điện thoại lên đây nào. Các bác đừng quên rằng hãy cho em Hương xin một lượt like, một lượt chia sẻ, ủng hộ và đăng ký kênh bên em Hương nhé. Để khi mà em up video lên thì các bác muốn mua xe nào đều được giá ok hết ạ. Em chào bác An Bùi này. Hải Dương thật sự rất là khó chịu luôn, nắng nóng quá luôn. Chia sẻ giúp em Lê Hương lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Để em ghim số điện thoại lên đây nữa. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Em chào anh Nguyễn Hoàng Hải nhé. Anh đang quan tâm xe nào ạ? i10 nhập khẩu, số sàn, số tự động em đều có nhé. Vios em cũng có luôn. Em xin phép được quay sang cam sau luôn nhé. Em xin phép đợi khách hàng một chút nữa thôi. Cho em đợi 30 giây cho các bác đấy vào đi ạ. Cho em xin phép 20 giây thôi. Em chào anh Nguyễn Hậu, anh Nguyễn Đức này. Chỗ em cũng lắng lắm anh Sơn ạ, lắng dã man luôn. Em đang tính là nếu như mà lắng như thế này thì em sẽ quay sang live stream buổi tối thôi. Chứ nếu lắng quá em không nói được luôn ý. Thời tiết rất là khó chịu luôn. Anh Đình Sơn, anh Nguyễn Hậu, anh Nguyễn Đức này chia sẻ giúp em Lê Hương lên nào. Rất là nhiều mẫu xe đẹp đang được chào bán bên em. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em này. Bình luận ở dưới bài viết của em, bài livestream của em nhé. Em phải mặc cái áo lắng vào không tí nữa này. Lăn cu đơ ra đây lắng. VinFast Farin em lại về thêm. Em chào anh Cường Móm này. Xe tập lái đây. Ôi vừa đi chiếc xe này tập lái đi mà ôi rét run luôn. Điều hòa mát lạnh mà có 85 triệu. Bên ngoài thì em lại về thêm một chiếc xe Forerunner màu trắng này. Các bác nhìn này, nước sơn rất là đẹp luôn. Em chào bác Phạm Đạt Đô này. Forerunner màu trắng ngoài chắc đây ạ. Bản 3.2 này. Vios này. Cờ đuôi số tự động này. Lại tiếp tục Vios này. Kia Morning này. Anh Cường Móm chia sẻ hỏi em lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em ạ. Rất là nhiều xe luôn. Mong rằng hôm nay là cuộc báo giá của em Hương sẽ thành công hơn so với mọi hôm. Em đã phải đến tận công ty của mạng để em chỉnh về mạng rồi. Rất mong là sau cái buổi livestream này nó sẽ tốt hơn nhé. Một chiếc bán tải Forerunner Wildtrak đời 2017 đây ạ. Bản nhập khẩu 2 cầu số tự động em đang bán là 845 triệu. Đẹp xuất sắc luôn. 845 triệu số tự động. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo. Khóa cầu V-Side hỗ trợ cho em là cả đổ đèo này, hỗ trợ trơn trượt này, tắt bật cảm biến này. 845 triệu đời 2017. Số tự động 2 cầu máy dầu đây ạ. Bản 3.2 nhập Thái Lan cho em nhé. Cực đẹp luôn. For White chắc đây. Em sẽ quay nhanh nhé các bác nhé. Em sẽ quay nhanh này. Xe thì em cam kết cho mình rồi. Không đâm xô, không ngập nước này. Còn đối với em này thì Elantra em không có anh nhé. Em tạm hết rồi. Elantra tạm hết. Thay vì đi Elantra, sao anh không thử đi sang những dòng như là Vios này hoặc i10 nhập khẩu này. Đi nó sẽ bon hơn này. Thân vỏ chắc chắn hơn và số máy cũng cực ngon anh nhé. Ngoài chắc 845 triệu đời 2017 đây. Đầy đủ option cho em. Màn hình, cam hành trình, cảm biến va chạm có hết rồi. Em chào anh Sai Đường, chào anh Trinh Hà Mê này. Tiếp tục bên đây thì em lại về thêm một chiếc xe Vios biển 37 đây. Với nước sơn màu đen đẹp này. Vios đời 2009, số sàn động cơ là 1.5. Em đang bán là 185 triệu. 185 triệu cho chiếc xe Vios màu đen này. 185 còn 180 bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Ốp hết mạ chrome cao cấp cho em rồi. Biển 37, màn hình giải trí, màn cam lùi đầy đủ cho em luôn. Không thiếu một cái gì đâu ạ. Chào bác Giang Hân, chào bác Hoàng Kim này. Chào em Hương Giám, chào anh Giang Hân nhé. Chia sẻ lên giúp em ạ.
Ở đây thì em lại có cho mình một chiếc Chevrolet Cruze biển 34 bánh đậu xanh, bô líp thể thao đầy đủ rồi này, bốn mắt cảm biến va chạm. Chiếc này thì số máy rất là êm cho em luôn, số tự động đẹp đây ạ. Chevrolet Cruze số tự động đẹp, ghế da đẹp căng luôn. Giá chào bán là 268 triệu, giá em cắt lỗ luôn đây. 268 triệu số tự động, động cơ là 1.6. 268 triệu đời 2011 số tự động đẹp. Màn hình giải trí có rồi, lốp, các bác nhìn lốp cho em này. Lốp thể thao cực đẹp luôn ạ. 268 triệu đèn bi sa lông, đèn gầm đầy đủ cho em. À chắc là đèn halogen nhé, đèn gầm mới là đèn bi sa lông này. Biển 34 Chevrolet Cruze số tự động đẹp đây, đời 2011. Em chào anh Nguyễn Thượng Luận này, chào anh Việt Tân VTV này. Bên đây thì em có cho mình một chiếc Vios bản E ở đây ạ. Thực chất thì em này nó là bản limo nhưng mà nó lông lên thành E nhá các bác nhá. Bản này là bản gọi là E rồi. Đời 2008. Số sàn mà chỉ có 179 triệu nhưng mà rất là xịn xò luôn. Lước sơn màu đen đẹp. Tự động chốt cửa khi các bác cầm chìa khóa ra, nếu như các bác có quên thì nó sẽ tự động chốt cửa luôn, các bác hoàn toàn yên tâm này. Có đề lổ thông minh này, màn hình giải trí, ghế da em cũng may lại rồi. Phanh ABS đầy đủ cho em. 38 là Vios à? 34 chào 38 bác nhá. Em cũng không nhớ rõ là 38, hình như 38 Nghệ An đúng không ạ? 38 là Nghệ An đúng không anh Đinh Đinh Đạt? Em chào anh Vân Khương này. 38 đây ạ, Vios màu đen đẹp đây. 179 triệu bao rút hồ sơ. Khách hàng thiện chí đến bắt tay giao dịch thành công, em lại bớt tiếp. Bớt cực nhiều luôn, thánh phá giá này em đây. Tiếp theo bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Kia Morning với lước sơn màu vàng, nhưng đây là màu vàng zin. Xe cực chất cho em. Lên cho em là La Giang Thể Thao, 38 Hà Tĩnh ạ. Em hay bị nhầm 37, 36 và 38. Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An em hay bị nhầm ba cái biển đấy lắm. Đây ạ, một chiếc xe Kia Morning số sàn đời 2017. Đối với dòng xe cũ, xe có, xe lướt thì 2017 là một cái đời khá là cao rồi. Thì các bác nhìn cho em này, Kia Morning này, 228 triệu lước sơn màu vàng zin đẹp. Số máy thì cực kỳ ngon cho em. Ốp mạ chrome cao cấp rồi. À, lên La Giang Thể Thao đẹp các bác nhìn này. Màn hình giải trí có rồi. Động cơ chỉ có 1.25 nên là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Đây các bác nhìn cho em này, ngay cả cái phần côn ga phanh thì bác chủ cũng ốp cho em một cái áo ốp vào rồi, rất là xịn luôn. Màn hình giải trí OLED nhá các bác nhá. 2017 mà giá chào bán chỉ có 228 triệu thôi, biển 36. Đó, rất hay nhầm là 26, 36 và 7, 38 này. Xe 59 triệu em. Hiện tại bây giờ xe thấp nhất để em có 66 triệu anh Đinh Đạt ạ. Em có 66 triệu ạ. Quay anh con Mazda. Con xe gì ạ? À, Mazda Fremacy ạ. Anh Trinh Hà đợi em một chút nhá. Xe siêu lướt là thế nào em? Xe siêu lướt là cứ đạp ga là nó lướt thôi anh ạ. Anh Đinh Đạt nhá. Đây một chiếc xe siêu lướt cho em. Một chiếc Tucson máy dầu hai cầu số tự động. Đẹp zin cho em từ nội thất này, máy móc này, 5 chỗ gầm cao đây. 66 triệu anh Đinh Đạt đợi em một chút nhá, vì em để trong bãi. Còn bây giờ xe nó nhiều quá em đánh ra ngoài một chút rồi. 66 đợi em một chút này. Một chiếc Tucson đây ạ. Có con Morning nào tầm 150 triệu màu trắng không chị? Morning à? Mình có màu bạc nhá, Kia Morning bản Sport 145 triệu. Thanh Hiếu đợi mình một chút này. Em sẽ quay lốt chiếc Tucson này. 5 chỗ gầm cao Tucson số tự động hai cầu máy dầu. Em đang bán là 535 triệu đời 2010. Bản này là bản nhập khẩu cho em các bác nhìn này. 5 chỗ gầm cao Tucson đây ạ. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa nhá, ghế da zin. Hỗ trợ cho em là đổ đèo này, đè lổ thông minh, hỗ trợ cho em cả trơn trượt nữa. Động cơ thì là eco lên là cực kỳ tiết kiệm này, điều hòa thì là auto nhá các bác này. Và với chiếc Tucson bản nhập này thì có sẽ cả không chỉ là sấy sưởi kính đâu không đâu, mà có cả sấy sưởi ghế cho em này, loa to bản và có luôn cả cửa lock nhá. Có luôn cả cửa lock đầy đủ cho em. Giá chào bán này 535 triệu full option, full đồ chơi, nghe nhạc thì rất là ok luôn. Hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ chân trượt, điều hòa auto, sấy sưởi kính và sấy sưởi ghế này, cửa lock đầy đủ.
553 triệu. À em xin lỗi, 535 triệu thôi. Máy dầu nhập khẩu cho em, lên. Đúng rồi, bác Cường Nhất bình luận lên, lên luôn. Cam hành trình có, cam lùi có, cảm biến quanh xe này. Bác nào thích Tucson thì bình luận lại dưới cho em này. À, vâng, em hợp màu trắng, cam có thì quay đi ạ. Màu cam ạ. Nếu như xe ô tô màu cam thì rất là hiếm luôn. Thường thường là sẽ có màu vàng anh nhé. Nhưng màu vàng thì giá lại cao hơn. Nếu như mà 150 triệu quay đầu thì có thể đi bản sedan như ví dụ như chiếc Lancetti máy to này. Ví dụ như chiếc Lancetti máy to đây, máy Lancetti EX máy to đời 2009 màu bạc này, 150 triệu nhưng mà máy to khỏe cho em nhé. Biển 37 đây ạ. 150 triệu cho chiếc xe Lancetti SE này. Chào bác Nguyễn Thanh này, chia sẻ hỏi em Lê Hương lên ạ. Còn không thì bạn cố lên một chút thì đi xe Hyundai đi. Đi i10 nhập khẩu đi, đời 2014 nhưng mà bản nhập khẩu này giá là 195 triệu. 195 triệu. Bớt luôn là còn 190 triệu bao rút hồ sơ. Cố lên 40 triệu nữa đi Hyundai, đi i10 nhập khẩu này, đời 2014, nước sơn màu trắng nhá. Form dáng này nhỏ gọn đẹp xinh. Trang bị động cơ là 1.0, tiết kiệm nhiên liệu. La răng thì em cũng lên la răng thể thao rồi. Nhập khẩu 1.0 đây ạ. i10 2014 nhập khẩu 195 triệu. Ghế da đẹp căng, số máy ngon. Xe thì em cam kết là không đâm xô, không ngập nước ạ. Chào bác Nguyễn Điền, bác Nguyễn Thanh này. Ở đây thì em lại thêm một chiếc xe Vios đời 2011. Chiếc này là màu trắng đẹp cho em đây ạ. Bản sedan Vios đây, 2011, giá chào bán là 210 triệu đồng. Ốp hết mạ chrome cao cấp cho em rồi. Nói chung là về dòng Vios mà đời như thế này là giá này quá là ok này. Màn hình giải trí thì cỡ vừa. 210 triệu cho chiếc xe Vios đời 2011 đây ạ. Màu trắng đẹp, động cơ là 1.5. Rất là nhiều xe luôn các bác nhé. Ở bên trong này em sẽ quay lốt cái hàng này. Ở bên trong này thì có cho em một chiếc xe Captiva. Dạ anh Phạm Thanh Hiếu để lại số điện thoại cho em đi. Đúng rồi, cái gì cũng phải tham khảo qua vợ đã. Lóc nhà nhà mình được quyền lực mà. Mua hay không thì cũng có phải để lóc nhà tham khảo đi. Mình thích rồi mà vợ không thích về cũng không chốt được đâu anh ơi. Cứ để chị lóc nhà đi. Anh Thanh Hậu này, để anh Thanh Hiếu này, để em số điện thoại này. Để lại số điện thoại dưới bình luận cho em nhé. Thì em sẽ gửi video cho mình. Ở đây thì em có Captiva đời 2007, giá chào bán là 228 triệu, số tự động đây ạ. Em chào anh Trung Siun này. Anh Đinh Đạt ơi, giữ máy đợi em một chút nhé. Tại vì xe đấy nó hơi xa chỗ em đang đứng nhé. Captiva số tự động đây ạ. i10 195 triệu đây ạ. Bên đây thì em có Kia Morning đời 2016 bản nhập khẩu này, giá chào bán là 215 triệu. 215 triệu cho chiếc xe Kia Morning nhập khẩu ạ. Đời 2016 động cơ chỉ có 1.25. Lên la răng thể thao đẹp rồi, vậy là em đang có hai chiếc xe Kia Morning màu vàng zin đẹp, số máy rất là ngon. Chiếc này thì cũng lên màn hình giải trí cho em rồi. Anh Tạ Duy bảo xe giá mềm, đúng rồi anh ơi, xe cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì có một chiếc tập lái này, 85 triệu màu xanh, điều hòa Z-Zone, đây chính là chiếc xe công vụ của em. Cứ đi đâu em lại về, em đánh vào đây luôn. Em chào bác Huỳnh Ngọc nhé. Đánh đi à? Đấy. Tucson đời mấy? Tucson là đời 2010 nhập khẩu, máy dầu anh Hải Vũ nhé. 2010 anh ạ, số tự động nhập khẩu máy dầu. Ở đây thì em có một chiếc xe Hyundai i10 bản sedan hai đầu đẹp đấy ạ. Nước sơn màu trắng đẹp, giá chào bán là 235 triệu nên anh thợ mượn đi tán gái rồi nên em quay luôn, không tí anh đi tán gái lại không quay được. Biển các bác nhìn cho em này, 678, cực kỳ thăng tiến luôn. i10 238 triệu. Nước sơn màu trắng đẹp, các bác đi gia đình dịch vụ đều ok cho em. Ở đây thì em lại về thêm một chiếc xe Lancetti SE. Lancetti SE bản này là bản nhập Hàn cho em, biển 89 này. Nước sơn màu đen đẹp, để em căn đường cho anh đây đã. Cứ đi anh ạ, không được gì đâu. Ok đi anh ạ. i10 2015 bản sedan hai đầu, động cơ là 1.2. Nhập khẩu nhá, 238 triệu này, ốp hết mạ chrome rồi.
Lacetti SE thì đời 2010 bản nhập Hàn. Động cơ trang bị là 1.6 ạ. Các bác nhìn bộ ghế da em Hương đầu tư chưa ạ? Đầu tư bộ ghế da mà chỉ những dòng xe Genesis thể thao hai cánh cửa mới có thôi, nhưng em đầu tư chưa ạ? Rất là đầu tư luôn. Màn hình giải trí OLED này. SE 225 triệu nhập Hàn 1.6 đời 2010, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Xe rất là đẹp luôn. Ghế da thì phải xe Genesis nhập Hàn thì mới có những dòng xe ghế da như vậy, nhưng em rất là ăn chơi luôn. Có Corolla bản đặc biệt không em? Corolla bản đặc biệt à? Corolla bản đặc biệt em tạm hết, em có Corolla Antit đồi đồng cối đá anh nhá. Hoặc là Camry. Accent thì em tạm hết rồi. Cô chủ xinh đẹp. Anh ơi, thật thực chất em toàn đi xe này đấy anh ạ. Vì nó nhỏ gọn này, mát này, lại đi vào trong phố rất là tiện luôn. Còn đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi đấy ạ. Kia Zondo máy dầu 7 chỗ ngồi số tự động đây nhá. 7 chỗ ngồi đời 2017 số tự động, xe phải đẳng cấp luôn. Xi nhan cụp chỉnh tự động, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính là cụp chỉnh tự động cho em này. Đời 2014, la răng đẹp, đèn bi đầy đủ rồi. 468 triệu. Các bác nhìn bên trong nội thất của em nó này. Khoang động cơ là nội thất của em nó này. Màn hình thì phải ngang với cái tivi. Một cái màn hình cực to. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Ga tay tự động. Và có cả đề lổ thông minh start top cho em. Số tự động. Sấy sưởi kính này. Điều hòa auto. Nói chung là đối với đời này thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Các bác về chỉ việc đi thôi. Chỉ việc đi thôi ạ. 2014 468 triệu đây ạ. Nước sơn màu trắng 7 chỗ ngồi máy dầu. Nói chung là trong thời buổi mà xe đang xăng năng đắt như này thì máy dầu là một cái sự lựa chọn khách hàng ưu tiên hàng đầu. Antit thì em có đời 2005 và 2010 anh nhé. Antit là một cái dòng xe cao cấp, nó vẫn giữ nguyên được về giá. Nên là dù đang ở cái đời 2010 thì vẫn là trên 300 triệu anh ạ, anh Hải Vũ ạ. 2005 là 190 triệu, còn 2010 thì nó rơi vào cỡ 380, 390 triệu anh nhé. Đây anh ơi, ví dụ như chiếc Antit này, biển 34966 đời 2010 số tự động, nó vẫn rơi vào 395 triệu. Nhưng mà đối với nhiều khách hàng thì nếu như đọc đời thì hơi sâu, nhưng đối với những cái bác hàng khách hàng đẳng cấp rồi, đã từng đi Corolla Antit thì nhìn đời, nhìn máy móc phát là yêu luôn. 395 triệu đời 2010, nó thuộc dạng đẳng cấp rồi. Corolla Antit đây ạ, đẳng cấp luôn ạ. Tiếp theo bên đây thì em lại có một siêu phẩm CDX này. Em chào anh Điện tử Thanh Miền này, chào anh Hoàng Quyến XQ này. Chào anh Hoàng Hanh này. Chào anh Nguyễn Cường này. Và chào anh, chào bác Trần Thị Thương nhá. Các bác đang xem buổi báo giá của em Lê Hương nào, đừng tiếc những lượt chia sẻ này. Góc bên phải màn hình của mình có cái nút chia sẻ đấy ạ, hoàn toàn miễn phí thôi. Hãy cho em Lê Hương xin một nút chia sẻ ấy ạ, trên trang cá nhân chính thức của mình hay là các trang hội nhóm, để em Hương có thể báo giá cho khách hàng nhà mình mua xe được một ở cơ sở thật là uy tín này. Một chiếc CDX đời 2009 bản nhập khẩu này. CDX có đề lổ thông minh, màn hình giải trí OLED và là số tự động nhập khẩu. Có luôn cả cửa lock cho em này. Giá chào bán là 238 triệu. Động cơ là chỉ có 1.6 thôi. Em chào bác chuyên gia Cường nhé. Và đối với CDX thì có là cái gì nhỉ? La răng thể thao, 4 bánh đều trang bị là phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. Nói chung với hơn 200 triệu mà đi một chiếc xe đầy đủ option, cửa lock, đề lổ, màn hình, cam hành trình, bản sedan hai đầu đẹp mà là nhập khẩu nhá, thì cực kỳ êm cho em luôn. Cực kỳ êm luôn các bác này. La răng thể thao, phanh ABS. Em cũng rất thích đi CDX vì số máy của nó rất là ngon luôn. Còn bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning nữa đây ạ. Kia Morning với nước sơn màu đỏ đời 2011. À em xin lỗi, Kia Morning đời 2017 với nước sơn màu trắng. Lắng quá lại bỏ màu trắng thành màu đỏ. Đời 2017 đây nhá. Nước sơn màu trắng đẹp, động cơ là 1.25. Em đang bán là 240 triệu. Số sàn trang bị động cơ 1.25 đây ạ. Kia Morning đây. Bản này là bản lắp ráp cho em này, lắp ráp trong nước. Xe rất là đẹp luôn. Màn hình giải trí này đầy đủ cho em.
Em này thì chưa lên la răng thể thao, vẫn là la răng sắt của nhà sản xuất. Nguyên bản em nhập vào như thế nào thì em để nguyên. Nếu như khách hàng nào mà thích lên la răng, em sẽ tặng luôn bộ la răng nhé. 240 triệu đời 2017 nhé. Biển số của em nó là 14A, cuối là 772 này. Morning 2017 240 triệu. Bản nắp ráp trong nước này. Bên đây thì em có một chiếc xe Vios bản E xịn đời 2009 này ạ. Vios bản E xịn đời 2009, động cơ trang bị là 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi nhưng mà chỉ có 208 triệu. Các bác nhìn thiên thần ở giữa này, biển 36A nhá. Vios bản này là bản E xịn cho em, không phải là limo lông mà là bản E xịn ạ. 208 triệu. Ghế da đẹp căng, màn hình thì màn hình không có, chưa lên màn hình. Nhưng bác nào thích màn hình em tặng luôn. Rất là dễ tính đúng không ạ? Một cô chủ bán hàng rất là dễ tính luôn. Vios E xịn 208 triệu đời 2009 này. 29 chào cô gái 34. Là em chào anh nhé. Nhưng mà em xin lỗi anh Trương, bây giờ chào 29 em không nhớ được là ở tỉnh nào anh ạ. Nhiều lúc khách cứ bảo là cho anh xem biển số 15, 16, 17. Em thật sự em không nhớ được. Nhiều lúc nhiều xe quá em không nhớ được luôn ý. Chào anh Trương Nguyễn này. Chào anh Cường Hà, anh Ngô Quyền này, anh Trương Văn Hùng này và anh Thanh Truyền nhé. Thanh Truyền. Chào bác Trần Ngọc Thanh này. Các bác đừng quên là hãy chia sẻ cho em Lê Hương lên ạ. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Ở đây thì em có một cô gái với lúc sơn màu đỏ rất là đẹp nhá. Biển thủ đô cho em. Một chiếc xe Ford Fiesta đời 2011 số tự động. Động cơ được trang bị cho em nó là 1.6 này. Em đang bán là 295 triệu. Nhưng bây giờ em cắt luôn 280 triệu bao rút hồ sơ. 280 triệu đời 2011 cho chiếc xe siêu phẩm Ford Fiesta. Các bác nhìn cái màn hình không? Đứng sừng sững to như thế này luôn. Đầu đài nguyên bản nhá, thêm một cái màn hình OLED siêu to luôn. Ford Fiesta 280 triệu, giá cắt rồi các bác ạ. Cắt rồi nhưng mà vẫn bao rút hồ sơ để các bác đi không bị vất vả này. Làm giấy tờ hồ sơ nó sẽ mất bao nhiêu thời gian thì em sẽ làm cho mình, cho các bác không bị vất vả nhá. La răng thể thao đầy đủ cả 4 bánh nhá. Phanh ABS đẹp cho em. Là Ford Fiesta 295 còn 285 vẫn bao rút hồ sơ. Vẫn lộc ná thêm nếu như lắng bức thế này mà các bác vẫn đến bắt tay nhiệt tình với em Hương, vẫn bớt thêm. Bên đây thì có một em siêu bán tải này. Vì sao gọi là siêu bán tải? Vì em nó là đăng ký biển D. Không những là chở người mà chở luôn cả hàng cho em. Với chiếc xe này thì em nghĩ là không chỉ gia đình đi ok đâu, mà những bác nào chở hàng này, chở hàng, chở hoa, chở tủ lạnh, chở máy giặt thì các bác có thể mua chiếc xe này. Bác Sim Vũ hỏi có VinFast không? VinFast em có một chiếc xe đời 2019 màu trắng đẹp, số tự động nhá. VinFast đẹp căng luôn. Giá chào bán là 345 triệu. Nhưng đối với bác Sim xinh gái như này thì em sẽ bớt lại bớt thêm thôi. 345 còn 340 thôi. Xong lại bao rút hồ sơ luôn cho bác Sim Vũ này. Em chào bác Bẹo Bêu là tôi nhé. Chia sẻ hỏi em lên Lê Hương đây nào. Một chiếc xe siêu bán tải 240 triệu với lớp sơn cực lạ mắt, cực đẹp luôn. Đăng ký biển D là van 2 chỗ ngồi. Và đặc biệt em nó là số tự động này. Đời 2013 nhập khẩu, động cơ chỉ có 1.1 thôi. Số tự động siêu đẹp luôn ạ. 240 triệu. Bác nào mà lóc nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, đi đưa đón con đi học bằng B1 thì quất luôn cho em đi ạ. Rất là đẹp luôn. Mặc dù đăng ký 2 chỗ ngồi nhưng thiết kế của em nó đây, các bác nhìn là hàng ghế thứ hai này. Em nói rồi, rất là xinh luôn nhá. 240 triệu, màu đẹp không ạ? Màu cực kỳ lạ mắt nhá. Ốp hết mạ chrome rồi, cũng như là lên cho em là đèn lên hết cho em là la răng thể thao rồi. Giá chỉ có 290 triệu cho em siêu bán tải xinh xinh thôi. Bên đây thì em lại có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe CDX nữa đây. CDX với lớp sơn màu bạc. Nếu như thời điểm hiện tại mà những bác nào mà đang quan tâm về CDX thì em có sẵn là 9 đầu xe CDX, toàn là xe nhập khẩu cho mình thôi. CDX vì sao em lại nhập nhiều như vậy? Vì chỉ với hơn 200 triệu các bác sẽ sở hữu cho mình một chiếc xe CDX nhập khẩu. Bản sedan, form dáng bên ngoài đã sang rồi nhá. Nhưng bên trong còn có cửa lock này. Thi 6 lần mà chưa được bằng em ạ. Anh Vương ơi cố lên. À em biết rồi nhá, hôm qua nhìn thấy vợ anh Vương cũng bảo là đăng ký xe nhưng mà bây giờ đang ỏng đúng không? Chúc mừng vợ chồng anh chị nhá. Hôm nay em mới biết luôn anh Vương ạ. Chào anh Bùi Tấn, anh Nhung Mạnh này. Cố lên anh Vương nhá.
Hôm nào phải chọn xe đưa cả chị Yến đi, đưa trả cả em bé đi luôn nhanh nhá. Xe DX nhập khẩu đời 2009, động cơ 1.6 đây. Ghế da là hai màu, đề lổ thông minh, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn nhá. Và bản này cũng có cửa lóc này. Đã là xe DX thì sẽ có đề lổ thông minh, cửa lóc nhập khẩu, la răng thể thao và bốn bánh đều trang bị phanh ABS chống bó cứng này. Bên đây thì em có cho mình, có bằng là gặp em ngay. Cái này thì em lại phải khấn rồi, làm sao cho bác Vương Thi Phát ăn luôn. Ăn phát là lên bắt tay với em Lê Hương luôn đúng không ạ? Một chiếc xe Kia Carens đời 2008 bản nhập khẩu số tự động đây ạ. 7 chỗ ngồi số tự động mà giá chỉ có 285 triệu. 285 triệu có xe đi rồi. Bên đây thì em có một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ này. i10 bản đủ màu bạc đời 2014 nhập khẩu nhá. Giá chỉ có 225 triệu thôi. Chào bác Lê Giảng này, bác Lê Giảng phải lâu lắm rồi, phải gần một tháng rồi mới thấy nhìn quay lại buổi livestream của em này. i10 biển thủ đô màu bạc bản đủ. Bản đủ sẽ có gì? Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương, la răng thể thao. Màn hình đầy đủ cho em nhé và có cảm biến va chạm. Bản đủ 1.0 mà chỉ có 225 triệu thôi ạ. Corona Antis là 395 triệu đời 2010. Còn bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Santa Fe bản là Santa Fe Gold, nhưng mà là máy dầu các bác nhé. Santa Fe máy dầu à. Có con nào tầm trăm bạc không em? Số tự động, nếu như mà số tự động thì thấp nhất cũng phải là 170, 180 anh Lê Giảng ơi. Em có hai chiếc xe ghét số tự động màu vàng. Còn hơn nữa thì phải hơn 200 một chút anh ạ. Số tự động thì nó sẽ cao hơn số sàn. Nếu như số sàn thì chỉ có 60-70 triệu cũng mua được số sàn, nhưng riêng số tự động phải hơn 100 anh nhé. Santa Fe bản Gold máy dầu đây ạ. Đời 2002 nhưng đăng ký lăn bánh là 2007 này. Giá chỉ có 225 triệu thôi. Các bác nhìn nội thất không? Đẹp căng luôn. Giá chỉ có hơn 200 một chút thôi. Máy dầu đây. Xăng đắt như này thì cứ đi máy dầu cho em đi ạ. Là cứ đi máy dầu thôi nha các bác nhé. 180 là chiếc xe ghét số tự động anh ạ. 180 là xe ghét số tự động với nước sơn màu vàng zin. 180 là xe ghét anh nhé. Rất là nhiều xe luôn. Ví dụ như chiếc xe này thì chỉ có 188 triệu này. Ghét nhập Hàn đời 2007 số tự động đây ạ. Số máy cực kỳ là êm luôn. Màn hình giải trí to. Ghế da đẹp luôn. Còn một chiếc xe ghét nữa cũng là tầm 190. Chiếc này là 188 triệu này. Đời 2007 này. Còn một chiếc 190 nữa cũng đời 2008. Bản nhập khẩu số tự động cho em. Nhập Hàn nhé. Đây là xe đi cực êm luôn. Động cơ là 1.4 số tự động đây ạ. Xe ghét 188 triệu. Bên đây thì em lại có siêu phẩm là Corona Antis đời 2005. Giá chào bán thì có 190 triệu thôi. Đẳng cấp nó vẫn là mãi mãi này. Corona Antis ạ. Accent thì hôm trước em quay cho mình một video tổng hợp là 8 chiếc Accent. Thì em đã bán hết cả 8 rồi. Còn nếu như các bác nào mà có 150 triệu mà đi xe Kia Morning đi, thì đi cho em một chiếc xe Kia Morning bản Sport này, biển 29 nhá. Kia Morning biển 29 bản Sport giá chỉ có 150 triệu đây ạ. Nước sơn là màu bạc đây, 150 triệu đời 2011. Ghế da trước của em nó là một cái màu. Dưới 200 thì em nhiều lắm anh ạ. Dạ, cảm ơn anh Lê Giảng nhiều xe đẹp này. Em chào anh Cường Đoàn, chào anh Hoàn Văn, Đoàn Hoàn Văn này, chào bác Hà Tùng, chào bác Công Lào Cai nhé. Em nhìn bác Công Lào Cai rất là quen luôn. Anh Hồ Quang Vinh ơi. Cảm ơn anh Bùi Tấn nhá. Năng lượng thì có đấy nhưng mà lắng là không chịu được anh Tấn ạ. Lắng quá luôn. Anh Hồ Quang Vinh này, nếu như dưới 200 triệu thì đi Kia Morning cho em này. Biển thủ đô nước sơn màu bạc. Có 150 triệu thôi. Bản này Sport 1.1. Siêu tiết kiệm nhiên liệu. Ghế da thì em đã bọc lại rồi. Các bác nhìn này. Một chiếc xe mà chỉ có 150 triệu nhưng em hương dọn rất là kỹ luôn. Bọc hết ghế da này, các bác nhìn viền ghế da chất trượn. Số sàn 150 triệu có xe ô tô đi. Với những cái dòng này điều hòa nó gọi là mát sâu luôn.
La Răng cũng là La Răng thể thao các bác nhé. La Răng thể thao đẹp luôn. Những bác nào đang quan tâm mẫu xe nào thì cứ để sedan ạ. Sedan thì ví dụ như nếu như 200 triệu sedan thì em có Genta 135, 155 hoặc Vios anh nhé. Nói chung là dưới 200 triệu mà mua sedan hai đầu số sàn thì em nhiều lắm. Và cố lên một chút thì đi Hyundai i10 anh này. i10 bản sedan màu trắng đẹp nhập khẩu nhá, 238 triệu. 5 chỗ gầm cao ạ, 5 chỗ gầm cao thì em có EcoSport này, 2018, 2014 này, Zoti T600 này, 2016 này và có Tucson máy dầu hai cầu anh nhá. Chào anh Dũng Audi đây. i10 đời 2015 bản nhập khẩu, động cơ là 1.2, giá chào bán 238 triệu, sơn si rất là đẹp luôn. Ốp mạ chrome cao cấp rồi, màn hình giải trí có luôn. 238 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 nhập khẩu này anh này. Nếu có 200 triệu rồi thì cố lên một chút nữa đi, là sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai i10 nhập khẩu nhá. Bản sedan với lớp sơn màu trắng cực đẹp này. Anh Nguyễn Hưng hỏi em là 5 chỗ gầm cao à? Thì đây em có cho mình một chiếc xe Ford EcoSport. Bản này là bản Titanium cao cấp nhất, form dáng mới, đời 2018 đây ạ. Giá chào bán là 535 triệu, đời 2018 đây. 535 triệu, biển 14, nước sơn màu gì đây? Màu... không biết gọi màu này là chuẩn đăng ký, nó sẽ đăng ký là màu gì vậy? Màu mắm tôm à? Nói chung là màu hơi tím tím, hơi lâu lâu, rất là đẹp luôn. Màn hình giải trí có rồi. Bản này thì sẽ là bản có 6 túi khí an toàn. Quanh xe cho em có cửa lock đầy đủ luôn anh này. EcoSport đời 2018 nhé. Đấy các bác nhìn cho em này, tất bật đầy đủ cho em cảm biến cũng như là hỗ trợ cho em đây. Khẩu lệnh nghe gọi này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng này, màn hình giải trí này. Và chiếc Tucson này có màn hình rồi nhưng cũng có cả đề lổ thông minh này, điều hòa auto. Ôi dồi ôi, nóng quá. Số tự động đẹp đây ạ. Chiếc xe này đời 2018, giá chào bán là 535 triệu. Em còn một chiếc 5 chỗ ngồi Eco màu trắng nữa, 2016. Giá chỉ có 435 triệu thôi ạ. Eco đây nhá anh nhá. Gầm cao này, Tucson thì em có máy dầu đời 2010, số tự động. Em đã đến chiếc xe của anh Trinh Hà Mê này. Một chiếc Mazda Fremacy đời 2002, số tự động. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi, động cơ là 1.8 đây ạ. 172 triệu nước sơn màu xanh cụ hồ đây. Fremacy, số máy cực ngon. Màn hình giải trí cỡ vừa, ghế da sạch sẽ. Nói chung với cái đời xe nó hơi sâu như thế này thì em phải kiểm tra kỹ hơn những đời xe khác. Nếu như đời xe cao mà xe ngon thì em chỉ kiểm tra máy móc thân vỏ thôi. Nhưng đối với những đời xe sâu như thế này, thợ một là phải cứng này, hai là phải kiểm tra thật là kỹ mới xuống tiền nhập những đời xe sâu như thế này. Vì là đời 2002, nhưng mà số máy em này đi thì cực phê cho em luôn. Động cơ 1.8, đời 2002, số tự động. Mazda Fremacy 172 triệu, biển 19 ạ. 172 triệu. Ở đây thì em có cho mình một chiếc Santa Fe máy dầu. Lớp nước sơn là màu vàng gold, bản này là bản đặc biệt. Santa Fe máy dầu bản đặc biệt 10 túi khí, số tự động. Bản này là bản 2.0 nhập khẩu cho em, số tự động. Giá chào bán là 468 triệu. Ghế da thì đẹp căng luôn. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng và có túi khí an toàn nha các bác này. Ghế da các bác nhìn cho em đi ạ. Màn hình giải trí này, sấy sưởi kính này, auto tự động cho em hết rồi. Và chiếc xe Santa Fe này thì có cả cửa lock đầy đủ cho em nhé. Phiếu bảo hành bảo dưỡng mà của bền tại người, bác chủ cũ cực kỳ cẩn thận luôn. Bảo hành bảo dưỡng xe liên tục luôn nên xe cực kỳ êm luôn. 468 triệu cho chiếc xe Santa Fe bản đặc biệt 10 túi khí máy dầu số tự động ạ, đời 2009 này. Em chào bác Văn Nương nhé. Các anh muốn xem xe nào thì comment tên xe, để lại số điện thoại ở đây giúp em Lê Hương. Một chút nữa thì em sẽ kết nối Zalo cho khách hàng nhà mình. Còn không thì các bác cứ trực tiếp để lại số điện thoại, bình luận luôn vào đây cho em. Bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Innova. Hôm qua thì em đã lên sóng một chiếc xe Innova số sàn, đời 2010, giá chỉ có 275 triệu. Thì bên đây em lại có cho mình một chiếc xe Innova nhưng mà số tự động, cũng là đời 2010,
Động cơ là 2.0, giá chào bán là 330 triệu. 330 triệu, số máy cực ngon cho em này. Các bác nhìn này, số máy này 330 triệu ạ. Bác chủ quá là kỹ tính khi mà giữ được em xe Innova như thế này. Thông thường những bác mà đi xe Innova sẽ là có bác nào tầm phải trên 30. Với cái độ tuổi trưởng thành như vậy rồi thì các bác giữ gìn xe cực kỳ tốt luôn. Đây là những chiếc xe Innova em kiểm tra cực kỹ rồi, xe rất là ngon. Chiếc này đời 2010. À, xe màu bạc. Anh cho Trung Hà mê đợi em một chút, là gần đến rồi. Màu bạc nhá. À, đây ạ, 330 triệu số tự động đây ạ. Vừa rồi em cứ tưởng anh hỏi màu xanh. Màu bạc đợi em một chút ạ. Bên đây thì em có Captiva số sàn 2007 đây. Xe 7 chỗ ngồi mà giá chỉ có 215 triệu. Tập lái màu đỏ Spark 93. Cắt lỗ luôn còn 85 triệu đây ạ. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một chiếc xe. Các bác nhìn logo này. Nhìn logo này thì các bác sẽ nghĩ là một thương hiệu từ Đức, Volkswagen đúng không? Nhưng thực chất đây là cái logo nó độ lên thôi. Em cũng nói luôn, em này xuất xứ này, từ Trung Quốc ạ. Một chiếc xe Zoti T600 bản nhập Trung Quốc cực đẹp cho em. Ông Hoàng về công nghệ đây ạ. Một bầu trời công nghệ là hội tụ hết vào chiếc xe Zoti T600 này. Nếu như đọc xuất xứ của em nó ra thì nhiều bác sẽ không thích. Nhưng những bác nào đã từng đi và trải nghiệm rồi thì nói đến Zoti một nói đến phát là nói về một dòng xe bền, tiết kiệm. Máy là máy Mitsubishi cực khỏe này. Và full đồ sơi, full option. Nên em sẽ xin dành 30 giây để nói cho những bác nào đã hiểu về chiếc xe Zoti T600 này nhé. Đèn bi salon này, giải đèn led định vị ban ngày này, đèn gầm đầy đủ cho em, xin nhan trên gương. Và chiếc xe này thì có cửa lóc toàn cảnh luôn, màn hình giải trí, cam lùi đầy đủ. Giá chỉ có 320 triệu nhưng hội tụ hết tất cả những cái công nghệ nó trên chiếc xe này luôn. Màn hình giải trí này, ga tay tự động này, khóa bình thường nếu như các bác mà dùng phanh tay đấy thì sẽ là một cái phanh tay gạt lên bằng tay đúng không? Nhưng đây là phanh tay điện tử cho em nhé. Phanh tay điện tử cho em. Cái gì cũng là auto, có cả chế độ liếc đèn theo vô lăng. Ghế lái, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, cửa sổ toàn cảnh hết cho em. Màn hình giải trí này, Z-Tech to đùng xịn đét luôn. Đề lỗ thông minh, hỗ trợ cân bằng này, chống trơn trượt này, đổ đèo này. Ga tay tự động có luôn. Đời 2016, số tự động, động cơ 2.0, máy là máy Mitsubishi nhé. 320 triệu cho những bác nào thật sự đã từng tìm hiểu về chiếc xe Zoti này. Em đang ngắm mắt xem nhìn chiếc xe. Ở đây thì em có một chiếc xe CRV. Hôm qua thì các bác hỏi nhưng em quên chưa quay này. Nếu như hôm nay bác Phượng Vũ đồ cổ còn ở đây thì có thể vào xem cho em này. Một chiếc xe siêu phẩm đến từ Nhật này, CRV, Honda CRV. Đời 2009, số tự động em đang bán là 408 triệu. Đăng ký 5 chỗ ngồi gầm cao. 5 chỗ ngồi gầm cao thì các bác cũng có thể đi cho em một chiếc xe CRV nhé. Nhật Bản đây ạ. Thương hiệu đình đám này luôn sản xuất ra những dòng xe chất lượng ạ. Gương kính thì cụp chỉnh auto. Màn hình giải trí cỡ vừa nhé. CRV 408 triệu. Và tiếp theo bên đây thì em lại về thêm được một em thư ký đây. Trắng trẻo đẹp gái luôn. Một chiếc xe Ford EcoSport đời 2016 số tự động. Nhưng đây là bản Titanium cao cấp nhất cho em. Titanium thì có gì? Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa này. Cửa lóc đầy đủ cho em. Đề lỗ thông minh. Túi khí là 6 túi khí an toàn quanh xe. Giá chào bán chỉ có 435 triệu cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đấy ạ. EcoSport vậy là em sẵn hai chiếc nhá, một chiếc 2018 này, một chiếc 20 này, đây là 2016. Động cơ chỉ có 1.5 thôi. 435 triệu, xe rất là đẹp. Gầm cao 5 chỗ ngồi. Em xin phép được quay sang trước bà 7 chỗ ngồi Mitsubishi đây ạ. À gì nhỉ? Mazda Fremacy, anh Trinh Hà Mê ơi. Anh Trinh Hà Mê này. Mazda Fremacy, cảm ơn anh đã đợi em nhé. Vì xe nó nhiều quá xong nó lại cứ quay vòng, xong nó lại vướng đi, em phải đi lần lượt. Không em đi nó bị sáo lên, nó khó nhìn lắm này. Mazda Fremacy đời 2003 số tự động. Động cơ trang bị của em nó là 1.8, 7 chỗ ngồi số tự động. Giá chào bán 162 triệu. Biển thủ đô 29i, biển 4 số cho em. Đời 2003 số máy cực êm. Như em đã nói nhá, nếu những cái dòng xe như này em kiểm tra cực kỳ kỹ rồi, phải thật là chắc chắn thì em mới xuống tiền nhập cái chiếc xe như thế này. Rất là đẹp luôn, số máy cực êm. Mazda Fremacy 2003 162 triệu này. Giá đó em còn thương lượng anh Trinh Hà Mê nhá. Kết nối số điện thoại cho em đi ạ. 0354602790 để em tư vấn này.
hồ sơ thì em hứa em sẽ rút cho anh để anh đi lại đỡ vất vả. Bây giờ hồ sơ giấy tờ làm thủ tục nó mất rất là nhiều thời gian, nên là em sẽ rút hồ sơ cho anh. Vì bên em làm thì là cơ sở lớn thì làm hồ sơ sẽ nhanh hơn nếu như các anh là dân đi lại nhá. Đi lại rất là mệt luôn. 162 triệu bao rút hồ sơ cho anh Trinh Hà Mê này, để lại số điện thoại cho em. Tiếp tục bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Ghét màu vàng như vừa rồi em đã nói này, biển Thủ Đô. Ghét 2008 nhập khẩu, giá chào bán là 190 triệu. 190 triệu bản nhập khẩu, số tự động, động cơ là 1.4. Số tự động ghế da hai màu đẹp căng luôn. Lên cho em là la xăng thể thao phanh ABS bó cứng nhá. Đầy đủ cho em rồi. Cả 4 bánh đều là phanh ABS này. Nhập khẩu 1.4. Và bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Ford Ranger bản nhập Thái. À, chiếc này thì cọc rồi. Chiếc này đi hôm qua có một đôi vợ chồng anh chị đấy đến cọc xe rồi. 440 triệu đời 2014 bản nhập Thái Ford Ranger đây ạ. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Ghét nhập khẩu này. Số sàn giá chỉ có 158 thôi. Form dáng hatchback nhưng không hề bị bé đâu ạ. Nhìn form dáng còn rất là trường, rất là đẹp luôn. 158 triệu. Bên đây thì em có một chiếc Mazda. Mazda Ma-S một chủ từ mới nhá, zin toàn xe luôn. 385 triệu đời 2013, số tự động bản lắp ráp trong nước này. 385 triệu. Cửa lóc đầy đủ cho em này, màn hình giải trí này, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, đề lổ thông minh đầy đủ luôn. Mazda 385 triệu là giá em đã cắt rồi. Nhưng các bác nào thiện chí thì em vẫn cứ để cho mình một cái giá thương lượng nữa này. 385 triệu bao rút hồ sơ. Đặc biệt là em này zin toàn xe và một chủ tư nhân từ mới này. Lên đèn bi salon, giải đèn led, đèn gầm có luôn. Mazda nhưng mà mặt hề nhá, mặt chú hề cười rất là xinh luôn. Các bác nhìn rất là tươi vui luôn này. Màn hình giải trí cam lùi đầy đủ cho em. Cam hành trình có hết rồi, một chủ tư nhân, 385 triệu. Em ơi, nhiều khách hàng quá nên em chưa thể chào hết từ khách hàng một. Các bác đang quan tâm thì thả tim, thả like. Quan tâm mẫu xe nào thì bình luận lên đây cho em nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng đã cùng em Lê Hương trong suốt buổi live stream này. Còn phải 80-60 chiếc xe nữa mà em chưa biết quay từ đâu đến đâu. Bên đây thì em có cho mình một chiếc cờ đuôi số sàn đời 2011, số sàn giá chào bán là 240 triệu này. Nước sơn màu đen, biển 15A Hải Phòng nhé. Cờ đuôi 240 triệu này. Bên đây thì có Kia Morning màu vàng, biển 88. Kia Morning biển 88 là ở đâu nhỉ? Vĩnh Phúc à? Vĩnh Phúc đúng rồi. Số tự động đẹp cho em, Kia Morning 235 triệu bản nhập khẩu 2010. Động cơ trang bị của em nó là 1.5. Ghế da thì em cũng lên cho em nó một cái bộ áo da mới rồi nhá. 235 triệu ạ. Tiếp theo bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 nữa đây. i10 bản nhập khẩu đời 2016, số sàn các bác nhìn cái bộ la răng này. Nó xoáy đẹp như thế này, nếu như mà lăn bánh thì nhìn rất là đẹp luôn. Động cơ trang bị là 1.0, ốp hết mạ chrome tê lắm cửa này. Màn hình giải trí đầy đủ cho em, ghế da bên trong mở ra rất là sang luôn. Màu ghế da rất là sang luôn ạ. 235 triệu đời 2016 bản nhập khẩu cho em. 235 triệu đây ạ. Ở bên đây thì em có một em người đẹp với lức da màu xanh này. Một em Nissan Navara đời 2018, số tự động bản nhập khẩu 2.5. Máy dầu một cầu cho em này, Nissan Navara. Lước sơn màu xanh đẹp đây, bán tải cực kỳ xinh, cực kỳ yêu luôn đấy ạ. Màn hình giải trí có rồi, ghế da đẹp căng. Những bác nào từng đi Nissan thì rất là yêu thích dòng xe này luôn. Vì sao? Khỏe này, tiết kiệm nhiên liệu này, đi máy dầu mà. Xi nhan trên gương, lước sơn thì rất là cứng cáp. Thân vỏ thì đúng là cực kỳ trâu luôn, thân vỏ chắc chắn lắm ạ. Biển 29 này, Nissan 550 triệu đời 2018 bản nhập khẩu này. Ôi em tự dưng bắt đầu đến cái giờ này là nó mồm nó cứ nhé ra rồi. Nói nó cứ bị mệt anh Tấn ạ. Bên đây thì em có hai chiếc Isuzu máy dầu này, 130, 140 này. Trong kia là 160 này. Còn đây là em út trong nhà đây ạ. Một chiếc Matiz tập lái giá chỉ có 66 triệu, biển Thủ Đô 29A. Đời 2008 nhá, động cơ trang bị 0.8. Ăn xăng như ngửi luôn, rất là ít thôi. 66 triệu có ô tô đi này. Matiz đây ạ.
ghế da là ghế da hai màu đỏ và đen. Điều hòa thì mát lạnh cho em ạ. Em út trong nhà đây ạ, 66 triệu thôi các bác này. 0.8 thì đúng là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. La răng cũng lên thể thao rất là xịn xò luôn. Matit đây nhá, 66 triệu này. Bên đây thì em có cả Gencha nhá. Một chiếc Gencha biển 36 đây, động cơ là 1.5. Gencha bản sedan nếu như mà 150 triệu quay đầu thì quất ngay cho em đi ạ. 150 triệu thì có Gencha với giá 136 triệu đã xứng đáng đồng tiền chưa ạ? Nội thất bên trong đẹp như thế này, mở ra còn rất là thơm luôn. Ốp hết cho em là dạ vân gỗ này. Điều hòa thì mát lạnh luôn, 136 triệu không hề có chiếc thứ hai đâu các bác nhá. Mãi mới dinh được em nó về đấy ạ. La răng thể thao phanh ABS. 136 triệu cho chiếc Gencha đời 2008 này. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm, như ví dụ như anh Đoán Đàm này, anh Nguyễn Linh này, anh thành phố Hải Phòng này, anh Phạm Đình Tàu, là tất cả các bác Lam Nguyễn, Đặng Linh Linh này, chia sẻ của em đây nào. Đến cái giờ này người nó cứ mệt lá đi. Một chiếc xe mẹc đây ạ. Với dòng xe mẹc nhà em lúc nào cũng sẵn từ 8 đến 10 đầu xe mẹc. Một chiếc xe mẹc đây, xe 240, 199 triệu đời 2004, số tự động, động cơ 2.6 này. Bên đây có một chiếc xe mẹc xe 250, 388 triệu đời 2010, cũng là số tự động, động cơ là 1.8 cho em. Với dòng xe mẹc thì nó sẽ không như những dòng xe khác này, nó là phân khúc hạng sang. Nó không quá là cầu kỳ về những cái như là độ cái này hay độ cái kia, mà bản thân em nó đã đạt đẳng cấp rồi. Xi nhan trên gương, la răng thể thao, logo Mercedes-Benz, cảm biến va chạm quanh xe luôn, 388 triệu. Còn ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Kia Morning, bản này cũng full đồ rồi, 128 triệu thôi ạ. Xe ô tô đọc giá mà giật mình. 128 triệu, màn hình giải trí có nhá. Ghế da hai màu, mở ra thì điều hòa rất là thơm, rất là mát luôn, 128 triệu full đồ. 128 triệu còn lên cả la răng thể thao thì các bác biết rồi đấy. Ghế da còn hai màu luôn, chất chơi chứ ạ. Kia Morning full đồ, 128 triệu đời 2011. Bác Cường Trần này, bác Quyết Nguyễn Ngọc này, chia sẻ với em nào. Lúc đầu vào nói nhanh, giờ em nói dễ nghe. Giờ em mệt quá anh ạ. Em chào bác Đặng Văn Hướng, nhưng giờ tự dưng nó lắng, nó mệt quá, không nói được luôn ý. Một chiếc Mazda 3S đời 2009 này, bản nhập khẩu đây ạ, giá chào bán là 285 triệu, giá này là em đã cắt mất 10 triệu rồi này. 285 triệu, nếu như bác nào sở hữu em này, em vẫn bớt thêm cho mình. Vẫn bớt thêm cho mình. 285 triệu Mazda 3S ạ. Em nghỉ trưa đi, anh mời đi uống cà phê cho đỡ mệt rồi. Cà phê nhà em đại lý luôn, anh thành phố Hoa Phượng ơi. Anh này, một cơ sở cà phê nhà em đây này, anh nhìn này, thắng một phát là cà phê đây. Karaoke này, thịt nướng này, cà phê này anh này. Xung quanh nhà em luôn. Rất là nhiều luôn ạ. Ở đây thì em lại về thêm một chiếc bán tải Ford nữa đây. Một chiếc bán tải Ford Ranger thì biển Thủ Đô, Hà Nội, giá chỉ có 415 triệu số sàn. 415 triệu số sàn đây. Ford Ranger, màn hình giải trí có rồi. Em này là hai cầu, số sàn, động cơ 2.2, đời 2013. Ford Ranger 415 triệu, các bác nhìn chất chưa ạ? Ui, lắng quá. Và tiếp tục bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Innova đời 2010 số sàn. Giá chào bán 275 triệu. Màn hình là màn hình Santech, đăng ký 7 chỗ ngồi, số sàn đời 2010. Ui, động cơ là 2.0 cho em này. 275 triệu. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10, 125 triệu thôi ạ. 125 triệu đây ạ. Chiếc xe Hyundai Elantra này em để đây thôi, chứ thực chất là khách đã chốt rồi. Ở đây có 5 chỗ gầm cao thì em lại có cho mình Eco nhé. Ford Eco Sport đời 2015, lớp sơn màu đỏ cherry, chứ không phải là màu đỏ chót chói nội ngoan ngoắt đâu ạ, mà màu đỏ cherry rất là dịu mắt, đẹp mắt luôn. Xi nhan trên gương, nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây. Đối với Ford Eco Sport thì đầu đài nó cũng tương tự nhau.
đề lỗ thông minh. Con RV, con xe RV ở anh Cường Trấn. Con xe RV đời 2009 anh nhá. Giá là 408 triệu 5 chỗ ngồi gầm cao đấy anh ạ. Số tự động. Anh Trần Cường để lại số điện thoại cho em, hoặc có thể tham khảo cho em chiếc Ford EcoSport. Bản này cũng là bản Titanium cao cấp cho em này, mới về trong buổi sáng ngày hôm nay. Cửa lóc đầy đủ này. Ốp trần da 3D rồi. Vẫn còn xe Innova 8 chỗ cho anh Hương nhé. Đúng rồi anh ạ, Innova thì em cập nhật liên tục luôn. Một chiếc xe EcoSport, bản này là bản đời 2015, số tự động mà giá chỉ có 385 triệu thôi, chưa lên màn hình. Bác nào thích em tặng màn hình, cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Nước sơn đẹp căng luôn ạ. Bên đây tập lái thì em có sờ bắc tập lái này, 2010, đăng ký 2 chỗ ngồi, bán tải siêu mini, 85 triệu. Kia Sorento là 380 triệu, đời 2009 này. Số tự động, động cơ trang bị là 2.4, đời 2009 nhá. Một em Vios để bên ngoài ngại ra quá. Vios màu vàng cát 2011, giá chào bán 215 triệu. Vàng cát các bác nhá. Rất là nhiều xe cập nhật luôn tục luôn. 380 triệu đời 2009 này. Kia Morning nữa đây. Về rất là nhiều xe Kia Morning này. Các bác quan tâm xe nào thì cứ bình luận lên đây. Một chiếc xe Kia Morning giá chỉ có 146 triệu. Xe 5 chỗ ngồi 146 triệu đây ạ. Đời 2010 có Kia Morning biển 99 này. 146 triệu. Kia Morning 146 triệu đời 2010 đây. Ôi khách à, nhà em thợ vừa đi mở ra phát mắt lạnh luôn. 2010 146 triệu Kia Morning mà ăn xăng như ngửi luôn. Lổ lên máy thì nhẹ hơn là chó thở. Nhà bác cứ hay nói trêu là như chó thở, rất là nhẹ luôn. Còn ở đây thì có một em hoa hậu đây. Một em VinFast Farin đời 2019, mới như lăn từ trong hãng ra. Số tự động đẹp đây ạ. Bác nào mua cho vợ thì quá là ok đây. La răng các bác nhìn đẹp chưa? Phanh ABS, la răng thể thao, xi nhan trên gương, ốp hết mạ chrome cao cấp quanh xe cho em rồi. Từ tay lắm cửa này. Có đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này, mở xe là rất là thơm luôn, ghế da zin đét luôn. Check hãng 36 tư thế cho em. Có luôn cả hỗ trợ chống trơn trượt này. Túi khí an toàn. 345 triệu, bớt luôn 5 triệu trên livestream. Bao rút hồ sơ, khách đến xem xe em lại bớt tiếp. Lắng như thế này bán cho nhanh để đỡ phải livestream nhiều, lắng quá. CRX siêu phẩm nhập khẩu đây, 2010, đăng ký lăn bánh là 2011, giá chào bán là 260 triệu. Chiếc CRX này đang đứng đầu về giá này, vì sao? Máy số cũng ngon rồi nhưng mà đời em nó cao nhất này. 2010, đăng ký lăn bánh 2011. Đề lỗ thông minh, túi khí an toàn và có cho em là màn hình giải trí siêu to. Với CDX thì có la răng thể thao 5 chấu nhá. Phanh ABS quanh xe, 4 bánh đều là phanh ABS này. Đèn halogen, đèn gầm có, biển 99, 260 triệu. Bên đây thì có một chiếc Nasetti SE, giá chỉ có 193 triệu, đời 2009 nhập khẩu đây ạ. Anh Huỳnh Minh Hiếu này, anh Nương Hoàng, anh Hòa Hương Hiếu này, anh Vũ Văn Hùng và anh Lê Ngọc Hòa nhá. Các anh quan tâm xe nào, anh Văn Nguyễn Quang Tuyến nữa. Chia sẻ họ em lên nào. Bên đây thì em có cho mình một chiếc xe i10. Bản này là bản nhập Ấn Độ cho em này. i10 nhưng là số tự động. Đời 2014 nhập khẩu Ấn Độ nhé. Động cơ trang bị là 1.0. Cam hành trình đầy đủ cho em rồi. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa này. Màn hình giải trí có đề lỗ thông minh. Ghế da thì đẹp căng. Phanh ABS và la răng thể thao. Lóng quá anh ơi, sắp ngất lên nồi rồi này. 295 triệu đây ạ. 1.0 nhưng mà gọi như là em nó là bản đủ rồi, vì không thiếu một cái gì. Cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn. Có cả cảm biến va chạm, xi nhan trên gương 1.0. i10 số tự động bản đủ đẹp cho em đây ạ. 295 triệu. Bên đây thì có một chiếc Nasetti đây ạ. Một chiếc Nasetti EX đời 2009 này, giá chào bán là 150, biển 30, 4 số này.
Xe DX thì em có đây nữa này, màu đen 255 triệu đời 2009 nhập khẩu 1.6 này. Rất là nhiều xe luôn. Và ở đây thì có một chiếc xe màu trắng xinh xắn nữa đây, một chiếc Chevrolet Aveo 245 triệu đời 2017 ạ. Giá chào bán là 245 đời 2017, động cơ trang bị 1.4 số sàn, nước sơn màu trắng đẹp. Chevrolet Aveo đời 2017 ạ. Ghế da thì đẹp căng này, túi khí an toàn, vô lăng 4 chấu nhá. Máy số ngon, không đâm xô, không ngập nước, các bác cứ yên tâm thôi. Mua xe bên em đây hơn thì các bác cứ yên tâm thôi ạ. Một chiếc xe Solata 288 triệu đời 2009 bản nhập khẩu này. Hyundai Solata đây ạ. 66 triệu là có Matiz tập lái đi. Nissan Terra bán tải 550 triệu. i10 nhập khẩu 235 triệu đời 2016. Ôi dồi, em phải đỗ lại thôi. Em phải đỗ lại thôi chứ mệt quá. Đứng trên con bán tải thì cao quá. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều dòng xe đang được bày bán trực tiếp bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì nhấc máy lên và gọi ngay cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn cũng như để cho mình một cái giá tốt nhất ạ. Em chào anh Nguyễn Xuân Tháp này, chào anh Thanh BI này, chào anh Nguyễn Minh này, nóng quá. Vừa rồi thì em đã báo giá rất là nhiều đầu xe rồi. Những bác nào thật sự quan tâm mẫu xe nào nhấc máy lên và để lại số điện thoại cho em ạ. Bán tải em về rất là nhiều này, hơn 400 có bán tải này. Một chiếc bán tải mới về Isuzu D-Max nữa, đời 2016, đăng ký lăn bánh là 2017, 4 lốp xe còn mới, lốp sơ cua còn chưa hạ cơ. Giá là 535 triệu. Em nóng quá. Anh cứ cười em mồ hôi một cây, anh cứ cười làm gì. Em chào anh Đặng Tính nhá. Trước khi ra thì mỗi bác cho em xin một lượt chia sẻ lên ạ. Cho lên em một lút chia sẻ lên trang cá nhân và hội nhóm của em nhá. Em chào bác Tuân Lê này. Hoặc những bác nào mà muốn xem xe nào, muốn mua xe hoặc là muốn trao đổi xe. Bây giờ em cũng cần thu mua rất là nhiều ô tô đã qua sử dụng, vì số lượng em bán ra còn ít hơn số lượng nhập vào nên đang rất là hiếm xe. Nên những bác nào có xe muốn lên đời hay là muốn mua bán trao đổi thì hãy alo ngay cho em Hương ạ. 035 460 2790 là số điện thoại Lê Hương đang dùng để tư vấn khách hàng nhà mình. Và em cũng đang muốn tham khảo khách hàng là hay là em sẽ báo giá live stream vào buổi tối ạ. Chứ cứ 11 giờ trưa như thế này em thật khả năng em không trụ được với cái mùa hè năm nay mất. Em chào anh Dương Thanh Tuấn này. Nếu như mà em có đổi khung giờ live stream vào buổi tối lúc tầm 7 giờ tối hoặc là 6 rưỡi tối thì em cũng mong rằng khách hàng sẽ lại vào ủng hộ em ạ. Vẫn là em thôi, nhưng khung giờ nó mát đi cho em đỡ mệt thôi ạ. Những bác nào thật sự quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhé. Vâng. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh của em Lê Hương thì em cũng xin tự giới thiệu, em là Lê Hương ô tô Hải Dương. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Những bác nào mà quan tâm muốn chạy thử xe, xem xe trực tiếp thì nhấc máy lên kết nối Zalo cho em sẽ gửi định vị ạ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Hương xin một lượt đăng ký kênh. Bật quả chuông thông báo lên và ấn nút thích trang lên giúp em nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng của em vào 11:30 ngày mai. Em lại sẽ có buổi báo giá trực tiếp trên fanpage của em Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Anh Nguyễn Văn Trọng, anh Nguyễn Chính vào muộn quá. Anh Thanh Tuấn vào muộn quá nhé. Còn bây giờ thì em xin chào ạ. Em hơi mệt rồi, say nắng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.